Xin chào các bạn, Hyundai Tucson 2019 vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Với nhiều nâng cấp đột phá từ thiết kế đến tiện nghi và có giá bán lẻ từ 799 triệu đồng. Đây thực chất là bản nâng cấp facelift giữa chu kỳ và được Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu. Thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson 2019 vẫn được thừa hưởng những nét đặc trưng của bản tiền nhiệm với lưới tản nhiệt nhiều tầng Cascading Grille. Tucson 2019 sở hữu các cụm đèn kiểu dáng sắc nhọn kéo dài tới hai góc kết thúc ở lưới tản nhiệt. Điểm đáng chú ý là cụm đèn chiếu sáng chính với công nghệ full LED với 5 module biến thiên mỗi bên, đảm bảo tính thẩm mỹ cao đồng thời cung cấp lượng ánh sáng tốt khi vận hành trong điều kiện ánh sáng yếu. Ở phía sau, công nghệ đèn LED được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Cặp đèn phản quang được đẩy lên cao hơn, đặt đối xứng qua biển số. Cánh chia gió nhỏ phía đằng sau giúp Tucson 2019 trông cuốn hút và thể thao hơn. Riêng phiên bản Tucson Turbo được trang bị ống xả kép. Điểm nhấn trong nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch nhô cao rất hiện đại. Xét tổng thể, nội thất của Tucson 2019 đã tạo nên một cảm giác sang trọng và đẳng cấp. Màn hình hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối quen thuộc. Bên cạnh những trang bị tiện nghi thừa hưởng từ bản tiền nhiệm như điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cốp điện tự động, đèn tự động đóng mở theo cảm biến ánh sáng, Tucson được trang bị thêm sạc điện thoại không dây QI, gương chiếu hậu chống chói tự động ECM. Tucson 2019 bản facelift này tiếp tục sử dụng 3 phiên bản động cơ đáp ứng tối đa nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đầu tiên là động cơ turbo phun xăng trực tiếp 1.6 TGD cho công suất cực đại 177 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng phút, moment xoắn cực đại 265 Nm tại giải vòng tua từ 1.500 vòng phút đến 4.500 vòng phút. Phiên bản động cơ này đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp DTC. Động cơ này giống hệt như chiếc Hyundai Kona phiên bản turbo. Tiếp theo là phiên bản sử dụng động cơ diesel R2.0L sử dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử EVGT, kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất tối đa 185 mã lực tại vòng tua 4.000 vòng phút và moment xoắn cực đại tới 400 Nm tại giải vòng tua 1.750 vòng phút tới 2.750 vòng phút. Phiên bản này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Lựa chọn thứ ba là động cơ NU2.0L MPI cho công suất tối đa 155 mã lực tại 6.200 vòng phút và moment xoắn cực đại 192 Nm tại 4.000 vòng phút. Khối động cơ này đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Hiện nay Hyundai Tucson 2019 đang được bán với giá như sau. Phiên bản Hyundai Tucson 2.0L tiêu chuẩn 799 triệu đồng. Phiên bản Tucson 2.0L xăng đặc biệt 878 triệu đồng. Phiên bản Tucson 1.6 TGDI xăng 940 triệu đồng. Và phiên bản 2.0L dầu đặc biệt 932 triệu đồng. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson 2019 được Hyundai Thành Công phân phối trên toàn quốc với 4 phiên bản cùng 6 lựa chọn màu sắc đen, trắng, đỏ, bạc, cát và vàng be cùng chế độ bảo hành 3 năm hoặc 10.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Đây là video giới thiệu sơ lược về Hyundai Tucson 2019 bản facelift. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy rung chuông đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.